Ôi, cái nhưng mà nó là công ty con nó tách ra khỏi tàu kia rồi. À thế à? Anh kia rồi. Ờ thế, thế lần vừa rồi mình xem cho bốn cái ông bị tóm ấy, thì có hai ông mình xem á. À nè. Một ông ở cạnh nhà mình luôn. À nè. Ông kế toán ấy. Nhưng mà đây là ông tên gì? Kế toán 579 này. Đấy chỉ là nhất trong bốn ông chi đấy. À ở thuộc của tổng ty BBC à? Ừ. À vâng, thế chắc là không biết không biết. Không biết à? Thì dưới này công ty con của nó ấy rồi. Thế à? Nhưng mà anh lá số của anh thì đi sao? Lá số của anh lá số của anh là lá số rất hay ở chỗ là số làm trưởng, bởi vì anh có mệnh tử vi thiên tướng nằm tại Thìn, là số làm trưởng làm sếp rồi. Hai nữa là có hoa, nhưng mà có quả thiên la địa võng một trời. Thiên la địa rồi, thiên la địa võng hơi vất vả một tí, nhưng mà cung thiên di có sao phá quân hóa quyền đấy, nó phá rồi. Không, vì có sao địa không nó phá tí thôi nhá. Và địa kiếp quan trọng nhất là hai sao địa không nằm cung thiên di, địa kiếp nằm cung tài bạch, nó chiếu vào cung mệnh của mình. Ngoài ra nó có cái sao thiên hình nằm cung tài bạch và phục binh đóng ở đấy nữa, nên là cũng nguy hiểm trong cái việc pháp luật. Phục binh thiên hình đóng đấy nhá. Nhưng mà cái may của anh là thân cư phúc đức, là người rất là tốt bụng tử tế, vì thân cư phúc mà, nên là anh cũng tránh được những cái họa đấy đấy, không sợ đâu. Ừ. Mỗi tội là mệnh thiên khốc thì hơi nhiều nước mắt, hơi vất vả tí thôi. Ừ. Hóa lộc chiếu mệnh này, hóa quyền chiếu mệnh này, hóa khoa chiếu mệnh, anh là đa tài lắm, khoa lộc quyền. Mỗi tội là tà không có tà phù hữu bật. Nhưng mà không có tà phù hữu bật. Nghĩa là chiến hữu cực thân thì không có. Năm vừa rồi anh ra 3 năm vừa rồi anh rơi vào những sao vất vả. Vâng. Năm đầu tiên thì anh rơi vào sao thiên địa không. Vâng. Nằm cung thiên di hóa quyền nhá. Vâng. Tiếp theo nữa là rơi vào sao đại hao, mất tốn kém, mất nhiều tiền, chi tiêu tốn kém. Vâng. Năm ngoái năm kia thì lại gặp sao thiên hình địa kiếp phục binh, lại cũng xấu nữa. Năm vừa rồi thì lại rơi vào sao hóa kỵ, lại dám lắm thị phi nữa. Ôi giời. Quan phủ nữa. Năm nay thế nào rồi? Năm nay lại năm 2017 thì rơi vào tròm hóa linh đóng, là tròm ma làm và cung vợ nữa. À, vợ anh bị bệnh âm đấy. À thế à? Hóa linh đóng cùng đồng cung mà. À đúng rồi, hóa linh đóng hóa linh. Đấy. Nên là anh là năm 2017 này cái tròm hóa linh này anh không giải đi là anh còn đau đầu nữa. Nhưng nó làm cho thế mình à? Nó làm cho mình ong vào đầu ong thủ lên. Loạn hết cả lên. Thế nhiên làm ăn có được không thầy? Làm ăn thì đấy, cái tròm có sao tham lang thì sang năm là có nhiều sự có lộc tồn thì công việc sẽ thay đổi. Rồi có thiên mã lộc tồn hóa lộc, mà lộc mã lộc chiếu về thì tiền thì nhiều đấy, nhưng mà mỗi tội là đau đầu vì vợ thôi. Tiền cũng có tiền. Ừ. Thế vợ con nào thôi? Vợ thì đẹp nhưng mà hóa linh đóng đồng cung này là gọi là bệnh ma lạc, nhiều lúc không bình thường lắm. À. Nóng tính quá mức bình thường. Ừ. Thế cuộc sống về sau, cuộc sống vợ chồng này khắc khẩu lắm, vợ chồng khắc khẩu lắm. Mà anh số 2 sao vợ vì đào hoa gặp thiên không. À, cái tròm hỏa linh là cái tròm khắc khẩu của vợ anh đây. Nếu mà anh có tín ngưỡng về tâm linh ấy, thì đưa vợ đến giải ngay cái phần âm đi theo vợ đi. À, vợ anh có một cái vong linh nam đi theo vợ anh, nó cứ phá anh. À, thế à? Nó thích vợ anh, nó phá anh đấy nhá. Vâng. Thế mẹ hỏi đây ra bố mẹ đẻ bố mẹ thứ bố mẹ đẻ của anh thì năm 2016 thì hạn, nhưng năm 2017 thì không sao. À vâng. Nhớ. Bố mẹ anh là 2016 thì hạn, nhưng 2017 thì không sao. Vâng. Ừ. Anh em huynh đệ thì tốt, thiên cơ tự môn tốt. Anh cũng huynh đệ tốt. Vâng, vợ con bây giờ có đứa gái đứa trai thế này, xem nó. Con của anh thì đẹp thôi, nhật nguyệt đóng đồng cung này gặp sau tuần thì là tốt. Về cung con là tương đối ổn. Ừ. À nhưng mà thầy xem đấy, thầy có thấy giờ thì hôm xưa thì bà mẹ bảo là khoảng giờ đấy. Thế nhưng mà không biết là thầy trả lại thế con có thể đúng nhỉ? Nhà mấy anh em? Cứ đi xem thì
Nhà có mấy anh chị em? Nhà nhà hiện tại là 4. 4 anh chị em rồi, đế vượng huynh đệ rồi. Mấy anh em, mấy trai mấy gái? Thực ra là 5 5 5 người, một người mất rồi. Rồi, mấy trai mấy lúc bé đấy, mấy 3 tuổi ấy. Mấy trai mấy gái? 4, thì bây giờ là 2 trai gái. Ok, rồi đúng rồi. À, rồi, cùng anh có một trai một gái à? Không, một trai một gái. Đúng rồi. Vợ đẹp gái đúng không? Vợ thì cũng được được. Đúng rồi. Với mình thì đẹp đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thì lá số này của anh đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, thế thì đúng rồi đúng không? Rồi. Mà thì cứ thấy xem là thì cũng cứ xem nhiều nhiều chỗ nhiều giờ, nhưng mà thấy cái giờ này là nó hơi chuẩn chuẩn tí. Rồi, hai nữa là anh bây giờ đang làm chức vụ của anh là gì? Bây giờ thì này, đấy bây giờ cái quan trọng nhất là muốn hỏi thầy đấy. Thứ nhất là bây giờ đang là phó phòng công ty. Nhưng mà tinh thần là thực ra là nó thật ra là năm 2009 cho nên là giám đốc rồi. Giám đốc có thứ chức thứ nhiều lắm, cứ lên lên xuống xuống. Rồi. Như thầy Vượng nhất là 2009 ấy, thì rồi. Là giám đốc của công ty rồi. Rồi. Thế sau đó là vừa rồi là 2012 là nó xuống này. 2012 là chuyển này. Rồi. 2012 là 13, 14, 15 này. Đấy, mấy cái năm, 2012 là anh rơi vào sao địa kiếp đấy, thiên di có địa kiếp phá quyền đấy. Vâng, ngay hầu như là nghỉ công ty đấy nó phá sản. Vâng. Đấy. Thế thì ra là hôm nay cái công ty này, công ty đang ở đây rất khó khăn. Vâng. Khó khăn thì đang muốn là sang năm anh thay đổi, sang năm thay đổi, sang năm anh thay đổi, sang năm có cả hoa quyền, có cả thay đổi, có cả lộc mã lộc. Bây giờ đang một cái là đứng anh em ra làm một làm việc riêng có được không? Được được được, sang năm anh thay đổi được. Nói rồi, sang năm anh thay đổi công việc mà. Thế người ta bảo là do em là do mình là sao thiên tử đi thiên tướng ở mệnh, nhưng vấn đề là không có quân. Thế nên sợ bảo làm tướng là không làm được, chỉ là phó thôi. Thì nhưng mình không muốn là phó đó là vì mình bỏ tiền ra làm phó thì không muốn. Rồi. Thế hỏi thầy xem là có điều để làm giám đốc làm chủ được không? Anh làm giám đốc làm chủ được, vì cái cung mệnh anh không có tả phù hữu bật, nhưng cung thân anh lại nhị hợp với tả phù hữu bật, anh không sao, vẫn bình thường. À, vẫn bình thường ạ. Bình thường. Đấy thì muốn hỏi thầy một cái việc đấy là vì muốn năm sau muốn là chuyển ra làm riêng đấy. Rồi. Thì giờ làm đây rồi cứ toàn làm công ty trước thì nó coi như nợ lương mất mấy tháng. Rồi anh làm. Công ty này giờ lại mất mấy tháng nữa thì cũng không được, cứ làm thuê cho không. Rồi. Mình còn làm chiếc to nhưng mà cũng không là toàn thuê cho không. Okay. Mất toàn mất. Bây giờ mình làm riêng thì có thành công không ạ? Thành công. Sang năm anh lộc mã lộc mà, kéo nhiều tiền về đấy. À thành công. Rồi. Thứ hai là muốn là kết hợp với thằng sinh năm 78 với 80 thì có được không? 78 thằng 80 nó 78 là mệnh, 80 nó là mệnh mộc. Mộc thủy dưỡng mộc. Mộc nó canh. Được. Thanh mộc đúng không? Đúng rồi. Thằng lưu mộc, thằng 80 nó là mệnh gì? Mộc. À thằng 378. Thì hỏa là đúng không? Không bình 78 á. Hỏa anh cũng hợp luôn. Hỏa thì lại anh thủy hỏa khác nhau. Thằng 78 là thủy, 78 là mệnh đó, mình thủy. Thủy thì cũng được. Ba ông kết hợp với nhau được đấy. Được. Bởi vì cung nô bộc của anh ấy, cung nô bộc của anh cơ bản là cũng tốt. Anh chỉ hợp với những người trẻ thôi, vì sau thai đóng cung nô bộc thì anh chỉ hợp tác với những người trẻ thôi. Đấy thì hai thằng đấy ấy tuổi hơn anh thì anh sẽ là yếu tố thành công của anh, đúng không? Anh không kết hợp được với người già đâu. À thế à, ít tuổi hơn là mình được đúng không? Đúng rồi. Thế nghĩa là nó mình vẫn làm chủ được đúng không? Mình làm giám đốc. Anh làm chủ bình thường. Mệnh anh không có nhưng thân anh có mà. À thế. Sau 33 tuổi thì anh có tả phù bật rồi. À vâng đấy thì 2009 là quan chức to nhưng mà đang sợ là hai tài cao mình như thế. Anh làm đi. Mấy giám đốc là hai giám đốc mà một phó đốc một số. Thế nên là sau đó là xuống thì đúng thật. Năm 2013, 14, 15 là. Mà số anh là số làm đồng, số anh là số làm trưởng, anh mà xuống phó cái là anh hỏng ngay. À thế ạ. Vâng. À ok, mình thấy ra là đây, ở đây cũng làm phó, nhưng thực ra mình đòi trưởng thì được, nhưng mình lại cứ thích mình làm phó, mình lại sợ không làm được trưởng được. Rồi, nhá. Mình làm phó thôi chứ không phải là nó bầu mình làm phó. Rồi, cái sao tử vi thiên tướng ấy, thì cái sao tử vi là sao vua, là ông vua, nhưng mà thiên tướng là cái sao phò tá vua nữa, đứng sau cạnh vua rồi. Nên là thiếu tả phù hữu bật cũng không quá sợ. Anh hiểu không? À, dạ, vì là có thiên tướng hộ vệ rồi nhá. Mà lại cung thân của anh làm cung phúc đức nó lại nhị hợp với tả phù hữu bật nữa, nên là anh có cả tả phù nhưng mà muộn, anh so với thằng khác là anh muộn hơn nó. À, là anh là từ 43 trở ra anh mới tốt, thì anh đang rơi vào cái vận tốt.
Anh năm nay, năm nay là 44 vận năm nay là hạn đại vận nó vào cái gì và tiểu vận nó vào gì thế? Năm nay nó đại vận của anh là 43 trở ra, nó rơi cung quan lộc, bắt đầu thay đổi công việc. Còn tiểu vận của anh nay năm 44 sang năm tới là nó rơi vào cung phu thê. Cung phu thê. Ờ. Phu thê. À. Có lộc mã lộc, yên tâm đi, làm ăn tốt đấy. Cũng được ạ. Tốt. À vâng. Ừ. Mạnh mẽ lên, mạnh dạn, tách đi nhá. Vâng vâng, thế ơi, thế còn chỗ ông vợ ở đấy thì thủ tục làm như thế nào thầy? Hôm nay có thể inbox và yêu hôm nay cụ thể nhé. Hôm nay đưa vợ lên đây nhá, thì thầy sẽ xem cô có bị bệnh âm không, nếu bị thì thầy sẽ mời các vong linh lên thầy làm việc, thầy xử lý cho. Vâng, nhưng mà cụ thể thì tiền thiết thay thế nào thì kinh phí thì thầy sẽ gửi cho một cái bản để mời trước khi đi thì khấn các vong linh rồi nọ kia lên sang đây nhá. Chi phí chi phí một cái khóa mời đấy nó đâu có 3 triệu gì đấy. 3 triệu gì? À, vâng, thế để hôm nào anh nhắn địa chỉ email đi, thầy sẽ cho Dũng là email cho cái bài khấn ra tiền trước khi đến đây làm việc nhá. Ok rồi, vâng. Rồi nhá. Vâng. Anh yên tâm mạnh dạn làm việc vâng. Nhá, vì sang năm anh là lộc mã. Bây giờ thì đấy thì cái chính mà muốn hỏi thầy là đấy, năm nay là tới rồi. Ok. Cái năm kia đi giờ đi làm thuê thì thực ra là nó tín nhiệm mình á, còn nó quý lắm nó còn không muốn cho đi cơ. Làm đâu thế? Thôi anh phải làm trưởng, anh phải làm trưởng mới được, phải thành công nhá. Nên là thầy đi. Vâng. Ok vâng, thầy vâng cáo thầy vâng.